luôn. Rồi mình giam cho cái gia vị này nó thấm vô, mình hết cho nước. Thịt nó cũng thấm gia vị nó khô rồi nè, mình cho nước mắm vô. Thịt chín rồi mình cho vài lát ớt vô. Mình gắt tiêu vô. Rồi mình múc cái dĩa ăn cơm rồi. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà sáng mình có mua miếng thịt nè. Miếng thịt này mình cũng sắt ra rồi. Bây giờ mình đem đi kho mặn nha. Hồi á mình bẻ đầu gồng á, mình chấm với thịt kho. Chứ mình coi có bầu không, mình bẻ bầu vô mình luộc. Xin mời cả nhà cho bếp với mình nha. Mình có thắng ít mỡ, hồi nãy nó có mỡ á, thắng. Giờ nó vàng rồi mình cho tỏi vô. Tỏi mình phi thơm rồi, bây giờ mình cho thịt vô. Rồi mình nêm gia vị vô luôn. Mình cho hạt nêm vô nè. Đường. Ít bột ngọt. Bỏ nước nè vô. Cho muối vô luôn. Rồi mình giam cho cái gia vị này nó thấm vô, mình hết cho nước. Thịt nó cũng thấm gia vị nó khô rồi nè, mình cho nước mắm vô. Mình đẩy nước lọc á vô ngập thịt luôn. Rồi mình cho sắt vô. Ôm vô cần mình nó non quá trời non luôn. Cái đất mưa mưa nó sụm xuống hết trơn à. Chắc hồi đi ra cắt hết trơn quá. Đặng sao chưa? Cho nó ra từ khác. Giờ mình cắt một ít mình ăn. Quá trời tốt luôn. Đầu gồng chắc có mấy trái à. Này em đây là trái đèn được nè vợ. À, đây mấy trái không? Mấy trái. Mấy trái à, cả nhà ơi. Trời, có mấy trái, mấy trái. Còn như già không à. Mẹ ăn mốt. Em bé cắt trái bầu bé luộc chấm thịt kho nha. Cơm ngon lắm. Trời, hồi sáng vợ đi cắt ba cái dây bầu chết đó. Có được hai trái kìa. Ôi, gì khỏi cắt đâu, ăn bầu chết đi. Đâu, đâu, ở dưới chồng dòm thấy dùm chỉ nha. Hay có cá rảnh ha, cái dạo mua về làm chả cạo làm nấu canh với tằng ô á. Canh tằng ô hả? Tằng ô. Tằng ô, tằng ô. Rồi. Bà muốn canh trái gì? Mót mót mà. Sáng á mình bẻ bầu á chết dây nè, nó chưa có bự nữa. Được hai trái bầu. Giờ mình sắt cái đầu cái đít ra. Mình đem đi luộc. Sắt khoanh khoanh vậy nè, mình luộc, mình khỏi gọt vỏ đâu, bầu nó non đó. Cái này nó bị chết dây á, rồi mình bỏ uổng. Mình cho vài lát ớt vô. Mình gắt tiêu vô. Rồi mình múc cái dĩa ăn cơm rồi. Xin chào cả nhà mình nha. Như vậy là bữa cơm gia đình mình mới xong rồi. Mình hôm nay ăn đậm bạc cả nhà ơi. Chỉ có ít miếng thịt kho tiêu, ít cọng rau cần nước với vài trái đậu gồng. Và đặc biệt hơn nữa là có thêm một trái bầu non nè. Trái bầu này là cây bầu nó chết dây á, bỏ uổng quá. Cắt xuống luộc ăn luôn.
Giờ đây xin mời các cô chú, các anh chị, các bạn đang xem kênh YouTube của gia đình mình dùng cơm với gia đình mình nha. Ăn cơm chào ơi. Dạ. Xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Cảm ơn bà, có cho ăn ít ăn cơm với cha. Ừ, dùng cũng được mà ăn cũng được con. Mời dùng cũng được. Xin mời cả nhà ăn cơm gia đình nha. Cơm xong là quay qua lại vào đi học với chưa rồi. Mình cháy đậu gồng mình nằm trước rồi. Thích ăn đậu gồng. Năm nay mình trồng đậu gồng sẽ ít trái không? Cái ra đậu một già cái tự nhiên cái ngưng luôn, ngưng ra trái non luôn. Uổng nó sợ. Cái vàng bầu của mình tự nhiên bây giờ nó éo dây nhiều quá không biết sao, nhưng mà mình trồng cũng đâu có lâu không vậy ha. Đúng rồi. Kệ đây, nó trồng khác nó ương qua ương nhiều á. Ương nhiều đi trồng mát. Ngon. Hôm qua còn bầu một cây rồi, bầu chồng. Bầu ăn vỏ. Ừ. Bầu non quá rồi, mình nếu mình gọt vỏ á, thì trái bầu nó còn chút xíu à. Ngọt hơn. Ừ. Cắt luôn. Bữa cơm ngon. Mà con hết, còn sống hết mà có ai. Chị ba sống mình hay chết? Chắc mình thùng rồi. Mình thùng lá rồi con lên đổ nè. Đổ ba lá xuống mới xong đó con. Rồi sáng chị Năm em cho anh hai cái lá cách anh chồng mình mới xong á. Chị biết không, khi nó bự á rồi bà con ai muốn ăn là bẻ. Ừ. Tao mới ngại, còn vô đất mình ra chồng nó bắt mình nó ngại lắm. Mình chồng mà đậu gồng rồi đó mấy anh với lá cách rồi với mấy xong á các bạn, để khi như cây nó lớn á bà con ai muốn ăn á tao bẻ nó tự nhiên hơn, chứ đôi khi mình chồng vô đất mình á người ta muốn ăn ta xin ta cũng ngại lắm. Hay giờ mình mẻ đó rồi mình nói bà con ai muốn ăn gì mình bẻ đi, bắt mình nó rộng á. Hai bộ xả lên tà bá rồi. Ừ, có xả lắm. Mình chẳng mấy không mà, bà con ai ăn thì cứ bẻ. Tại vì mình không trồng mà cỏ mọc cũng vậy à. Tại mình trồng á, đỡ có cỏ. Cái con hai rồi. Ừ. Quá ngon không? Mà chị hai bữa nay ngoan quá, chị hai thử nha cô Phật nè. Làm gì ngoan rồi? Hả? Làm gì ngoan? Đi học về biết làm công chuyện. Giỏi. Cái clip của hai làm mềm nọ rồi. Đem quần áo và phơi rồi. Vào mặt trời các bạn ha. Tôm mới ngon. Rồi, đầu tôm nó là thơm nhất. Lột vỏ luôn. Ừ. Em, mấy cái rau cần nước này em có rửa sạch nha. Ừ. Hả? Tại vì bữa hổm Trang rửa anh còn có con sâu anh ăn. Tại của mình không có xịt thuốc á, có sâu thì kỹ mới được à, sâu nhiều xíu à sẽ lè.
Hay để làm lớn làm gì vậy con ơi? Thở kìa. Buồn gần á. Ăn không kịp nó lớn đó con. Nó già hả? Mình ăn đâu kịp không? Tại mới nó già mình trồng luôn. Một tết, nó trồng luôn không? Không, gần tết nữa, năm sau mới trồng. Không làm sao nó héo à? Nó héo mình thấy hộp mình phơi, mình đem cắt. Chứ giờ mình trồng nó đâu có trái đâu. Rồi bây giờ bún mình chén cơm rồi thôi. Cô hạnh rau càng này tốt quá trời, tắt mưa cái sụm xuống hết trơn. Hồi đi ra ngoài cắt bỏ, cái nó cho nó lên cái tược khác. Trời ớt rồi con. Bữa sáng học bình, cô nói học bình thường luôn, đừng nghĩ nghĩ là không có giấy khen á. Nói là giấy khen thì chuyện hay nha. Cô cầm cái giấy nó bằng là cô cầm nghiêng nó đổ á, cầm ngang ra nha. Mình ngồi mua hơi cái nạc ha. Ngon. Bún đèn ở dưới bánh á. Vậy con đi mới thấy vậy.